Thêm các lãnh đạo tập đoàn bị bắt vì đưa nhận hối lộ. Apple muốn tăng đầu tư vào các nhà cung cấp tại Việt Nam. Cổ phiếu VinFast tiếp tục rớt giá sau tin VinFast bị hai công ty luật của Mỹ kiện. Việt Nam nhận tượng Lenin do Nga tặng, đặt ở tỉnh quê hương ông Hồ. Iran dọa sẽ phản ứng khốc liệt nếu Israel trả đũa. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tố Israel còn giới hạn hoạt động cứu trợ Gaza. Pháp kêu gọi đình chiến vì Olympic. Nga e Ukraine tận dụng cơ hội để tái võ trang. Quyền sở hữu trí tuệ là quan tâm chính của doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Trung Quốc. Đuốc Thế vận hội Paris 2024 đã được thắp sáng. Ba lãnh đạo của một tập đoàn xây dựng cầu đường ở Việt Nam vừa bị công an khởi tố, điều tra về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Công an cho biết. Người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô hôm 15 tháng 4 cho hay, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An đã bị bắt. Tập đoàn này có trụ sở ở Hà Nội, được ông Hưng thành lập cách đây 20 năm và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông từ những gói thầu do nhà nước giao. Hiện chưa rõ vụ này có liên quan tới các quan chức cấp cao nào hay không. Theo Tuổi Trẻ, trong 5 năm qua, tập đoàn này đã trúng thầu trên 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.000 tỷ là được chỉ định thầu, tức là không cần đấu mà vẫn được cho trúng thầu. Bộ Công an không nói cụ thể các sai phạm ở tập đoàn này đã xảy ra như thế nào, nhưng theo tờ Công an Nhân dân, Bộ cũng đã bắt giữ 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ để mở rộng điều tra. Bộ Công an đã yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp tài liệu liên quan tới gói thầu của Thuận An tại dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh qua thành phố Buôn Mê Thuột có giá trị 1.500 tỷ đồng, tờ Tiền Phong cho biết. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu rà soát các dự án, các gói thầu trên địa bàn tỉnh được giao cho Thuận An. Đây là những vụ bắt giữ mới nhất khi chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đang tiếp tục mở rộng. Apple muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam, truyền thông nhà nước dẫn lời giám đốc điều hành Tim Cook tuyên bố tại Hà Nội hôm 16 tháng 4, một ngày sau khi công ty nói muốn tăng chi tiêu cho các nhà cung cấp ở Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của Apple và ông Cook đã phát biểu như vậy khi gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trong tuyên bố đăng trên website của mình, công ty Apple hôm 15 tháng 4 nói, hôm nay Apple tuyên bố sẽ tăng chi tiêu cho các nhà cung cấp tại Việt Nam cùng với những tiến bộ mới trong sáng kiến hỗ trợ nước sạch cho các trường học địa phương. Đồng thời cho biết hãng đã chi trên 15 tỷ đô la và đã tạo ra khoảng 200.000 việc làm ở Việt Nam. Ông Cook tới Hà Nội hôm 15 tháng 4 trong chuyến thăm 2 ngày, gặp gỡ các nhà cung cấp, sinh viên, người sáng tạo nội dung và người dùng các sản phẩm của Apple. Hãng công nghệ Mỹ đang sản xuất iPad, AirPods và Apple Watch tại Việt Nam và các nhà cung cấp MacBook cũng đang đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này. Apple có 25 nhà cung cấp tại Việt Nam tính tới năm 2022. Các nhà cung cấp cho các nhà cung cấp chính của Apple, chẳng hạn như Foxconn, cũng đang dịch chuyển hoặc có kế hoạch chuyển tới Việt Nam. Và một số khác đang chuyển một số hoạt động ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung, theo một số nguồn tin trong ngành. Trong cuộc gặp với ông Cook, ông Chính nói Việt Nam đang cần hỗ trợ từ Apple để phát triển năng lượng tái tạo, cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thông báo mới nhất của Apple về việc đầu tư thêm vào Việt Nam được đưa ra vài ngày sau khi các nhà hoạt động kêu gọi công ty phải hành động trước việc Hà Nội giam giữ các chuyên gia khí hậu. Cổ phiếu của hãng ô tô điện Việt Nam VinFast tiếp tục rớt giá trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm 15 tháng 4, ít ngày sau khi có tin hai công ty luật của Mỹ đệ đơn kiện VinFast vi phạm luật chứng khoán. Chốt phiên giao dịch đầu tiên của tuần này, cổ phiếu VFS của VinFast chỉ khoảng từ 3,16 tới 3,26 đô la, giảm hơn 9,4% so với cuối tuần trước, tiếp nối chuỗi ngày giảm điểm. Trong 3 tuần trở lại đây, cổ phiếu của VinFast liên tiếp rớt giá trong bối cảnh nhu cầu chung về xe điện toàn cầu chậm lại, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tăng hoạt động ở Việt Nam, bản thân VinFast lỗ và nợ nhiều tỷ đô la, và mới nhất là hai công ty luật của Mỹ kiện VinFast. Công ty luật Robbins Geller Goodman & Downs hôm 13 tháng 4 loan báo kiện VinFast và một số lãnh đạo hàng đầu của hãng vì đưa ra thông tin không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm về vốn và khả năng tăng trưởng, thổi phồng về mô hình triển vọng kinh doanh và năng lực hoạt động và vì giá cổ phiếu đã giảm mạnh sau khi có các tin tức và thông tin đầy đủ hơn về vốn và doanh số bán. Công ty luật Pomerantz hôm 12 tháng 4 cũng cho hay kiện VinFast với các cáo buộc tương tự.
VinFast chưa có phản ứng công khai về việc này. Bức tượng Lenin do Nga tặng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ Cộng sản Nga vừa được ra mắt ở thành phố Vinh, báo chí trong nước đưa tin. Bức tượng làm bằng đồng nguyên chất, cao 3,6 mét, nặng 4,5 tấn, được đặt trên bệ cao 3 mét. Mặt sau của tượng khắc dòng chữ, biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga, theo báo Nghệ An. Nơi được chọn đặt tượng là khuôn viên rộng hơn 1.000 mét vuông tại điểm giao giữa đại lộ Lenin và đường Nguyễn Phong Sắc nằm tại trung tâm thành phố lớn thứ hai của vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Truyền thông nhà nước nói đây là quà của tỉnh Ulyanovska, quê hương Lenin, tặng cho tỉnh Nghệ An, quê hương của ông Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí đúc và chuyển tượng do phía Nga chịu, trong khi phía Việt Nam nhận phần xây khuôn viên đặt tượng và bệ tượng. Bức tượng Lenin này là đáp lại việc hồi năm 2017, tỉnh Ulyanovska đã cho đặt tượng đài của ông Hồ Chí Minh, theo tờ Tuổi Trẻ. Ở thành phố Vũng Tàu có một bảo tàng được giới thiệu là sở hữu lên đến vài ngàn cổ vật về vũ khí đã được thu nhập từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm súng, kiếm, giáo, lưỡi lơi, đồng phục quân đội thể hiện qua các hình nộm sống động. Đó có thể là hình nộm các hiệp sĩ thánh chiến thập tự chinh, quân phục nhiều quân chủng các nước châu Âu thuở xưa. Mình biết được nhiều hơn về những vũ khí và những đồng phục trang phục hồi xưa của nước ngoài người ta chiến đấu như thế nào. Đa phần trang phục của quân đội các nước ở châu Âu sử dụng chất liệu vải nỉ, màu sắc rất sặc sỡ. Nơi đây còn trưng bày những hiện vật và vũ khí cổ đã được sử dụng trong chiến tranh cùng với các màu sắc binh chủng quân đội đặc trưng. Theo cảm giác của mình thì mình thấy vậy mình không có sợ. Nhưng mà cái lúc mà chiến tranh thì chắc người ta sợ chứ. Thấy những vũ khí mình thấy bén với lại những cái vũ khí đó người ta chế tạo những cái đồ bằng cái chất liệu đồ đó là nó bén hơn nhiều. Mặc dù thú vị nhưng theo ông Phan Thanh thì quan sát thường ngày cho thấy cũng vắng khách tìm đến bảo tàng thưởng lãm. Thấy cũng có nhiều cái lịch sử nó cũng hay. Khách á thì thường thường á là ngày thứ bảy chủ nhật á thì mới có nhiều, chứ còn ngày thường thì cũng có nhưng mà ít thôi chứ không có thường xuyên. Theo cảm nhận của ông Phan Thanh thì nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những vũ khí cổ mà ở bảo tàng này người ta sẽ có dịp mở rộng kiến thức về lịch sử thế giới qua những minh chứng thời gian bằng hiện vật sống động. Bất kỳ hành động trả đũa nào của Israel chống lại Iran sẽ gặp phản ứng ngay lập tức và khốc liệt. Theo lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố hôm 15 tháng 4, một ngày sau khi Tehran phóng hàng trăm máy bay không người lái và phi đạn nhắm vào Israel. Cuộc tấn công của Iran được phát động để trả đũa cuộc không kích vào khu tòa đại sứ Iran ở Damascus hôm 1 tháng 4, tình nghi do Israel thực hiện. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến tranh công khai giữa Israel và Iran. Cuộc tấn công của Iran với hơn 300 phi đạn và máy bay không người lái gây thiệt hại khiêm tốn ở Israel và làm bị thương một bé gái 7 tuổi. Hầu hết đều bị hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel bắn hạ và với sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp và Jordan. Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi hôm 15 tháng 4 cho biết Israel sẽ đáp trả nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Ghani tuyên bố trên truyền hình nhà nước tối 15 tháng 4 rằng phản ứng của Tehran sau bất kỳ hành động trả đũa nào của Israel sẽ diễn ra trong vài giây, chứ không phải vài giờ. Israel vẫn đang áp đặt các hạn chế bất hợp pháp đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Gaza. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết hôm 16 tháng 4, bất chấp khẳng định từ Israel và các nước khác rằng các rào cản đã được nới lỏng. Cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza khơi mào từ cuộc đột kích đẫm máu của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 đã biến phần lớn dải Gaza thành một vùng đất hoang với hàng trăm ngàn người hiện phải di tản và chen chúc vào những nơi trú ẩn đầy dịch bệnh. Số lượng hàng viện trợ vào được Gaza đang là chủ đề gây tranh cãi.
Israel và Washington nói dòng viện trợ đã tăng lên trong những ngày gần đây, nhưng các cơ quan của Liên Hợp Quốc nói con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu. Bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết tại một cuộc họp báo ở Geneva, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi giải phóng cơ sở hạ tầng dân sự. Bà cho biết, Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế bất hợp pháp đối với việc tiếp cận và phân phối viện trợ nhân đạo, đồng thời tiến hành phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trên diện rộng. Israel phủ nhận việc cản trở hàng cứu trợ nhân đạo cho Gaza, đang đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng trong việc đưa thêm hàng hóa vào giải Gaza kể từ khi tấn công một đoàn xe viện trợ hôm 1 tháng 4, khiến một số nhân viên cứu trợ quốc tế thiệt mạng. Theo các cơ quan y tế Palestine, hơn 33.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và hơn 76.000 người bị thương. Theo thống kê của Israel, cuộc đột kích của Hamas vào Israel khai hỏa chiến tranh đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin. Cơ quan Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF kêu gọi tăng cường sơ tán y tế khỏi Gaza, cho biết chưa đến một nửa số đơn xin được đáp ứng. Cũng liên quan tới điểm nóng Trung Đông, quân đội Israel ngày 16 tháng 4 trưng bày hiện vật được cho là một phần của phi đạn đạn đạo của Iran thu hồi từ biển chết sau khi Iran phóng hàng trăm quả đạn trong cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel. Israel, với sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Jordan, đã đẩy lùi một loạt máy bay không người lái và phi đạn của Iran phóng trong đêm 13 và 14 tháng 4. Phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, ngoài máy bay không người lái và phi đạn tầm trung, Iran đã phóng 110 phi đạn đạn đạo về phía Israel trong một cuộc tấn công chưa từng có, khiến căng thẳng trong khu vực leo thang hơn nữa. Israel cho biết, loạt máy bay không người lái và phi đạn của Iran mang theo tổng cộng 60 tấn chất nổ. Ông Hagari tuyên bố, Israel đã chứng minh được khả năng phòng thủ của mình, đồng thời cảnh cáo rằng Israel cũng có khả năng tấn công và phản ứng, và sẽ tiến hành vào thời điểm và cách thức mà Israel lựa chọn. Điện Kremlin ngày 16 tháng 4 phản ứng lạnh lùng trước lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đình chiến các xung đột quốc tế trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris. Nga cho rằng Ukraine có thể tận dụng cơ hội này để tập hợp lại và tái vũ trang. Đình chỉ xung đột vũ trang theo thỏa thuận đình chiến Olympic là một truyền thống lâu đời của Thế vận hội, và ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 15 tháng 4 rằng ông sẽ nỗ lực đạt được điều này khi Paris tổ chức Thế vận hội từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Khi được hỏi về phát biểu của ông Macron, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cả Tổng thống Vladimir Putin và quân đội Nga đều nhận thấy rằng, như một quy luật, chế độ Kiev tận dụng những ý tưởng, sáng kiến như vậy để cố gắng tập hợp lại, cố gắng tái vũ trang, v.v. Tất nhiên, điều này làm phức tạp đáng kể quá trình xem xét các sáng kiến như vậy. Ông Peskov nói, cho đến nay, vẫn chưa có bước đi chính thức nào về chủ đề đình chiến. Quyền sở hữu trí tuệ IPR vẫn là mối quan tâm chính đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Trung Quốc, và họ phải đối mặt với những thách thức đáng kể về các vi phạm. Theo lời giám đốc văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ, Kathy Vidal cho biết hôm 16 tháng 4. Bà Vidal phát biểu tại một sự kiện với những người tham dự từ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và các lĩnh vực pháp lý ở Bắc Kinh, nói IPR protection and enforcement remains a key... Bảo vệ và thực thi các quyền vẫn là vấn đề quan tâm chính trong mối quan hệ song phương Mỹ-Trung. Bà Vidal cho biết vấn đề này gây tổn hại cho các công ty và người lao động Hoa Kỳ, và đó là mối lo ngại không chỉ của các công ty Hoa Kỳ mà còn của các quốc gia khác. Trong một bài đăng trên blog gần đây đề cập đến vấn đề này, bà Vidal cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Trung Quốc thường xuyên coi việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ không đầy đủ là mối quan tâm hàng đầu, và Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã đưa Trung Quốc vào danh sách ưu tiên theo dõi trong hơn một thập niên qua, nêu chi tiết một danh sách dài các mối lo ngại về sở hữu trí tuệ được phúc trình bởi các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Trung Quốc. Ngọn đuốc Thế vận hội Olympic Paris 2024 đã được thắp sáng ở Olympia cổ đại trong một buổi lễ truyền thống hôm 16 tháng 4, đánh dấu giai đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị kéo dài 7 năm cho Thế vận hội, khai mạc vào ngày 26 tháng 7. Đây là lần thứ 3 Paris tổ chức Thế vận hội mùa hè,
sau năm 1900 và 1924. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã cho phép các vận động viên Nga và Belarus tranh tài tại Thế vận hội, bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Nhưng họ sẽ thi đấu với tư cách là những vận động viên trung lập, không có quốc kỳ hay quốc ca, một quyết định khiến Moscow tức giận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước cho hay, Nga sẽ được yêu cầu tuân thủ một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris. Nhưng Nga cho rằng, Ukraine sẽ tận dụng cơ hội để tập hợp lại và tái vũ trang. Đình chỉ xung đột vũ trang theo thỏa thuận ngừng bắn Olympic trong Thế vận hội là một thông lệ tiêu chuẩn ở Hy Lạp cổ đại. Sau 11 ngày chạy tiếp sức trên khắp Hy Lạp, tới ngày 26 tháng 4, đuốc Olympic sẽ chính thức được bàn giao cho ban tổ chức Thế vận hội Paris tại sân vận động Panathenaic của Athens, nơi diễn ra Thế vận hội hiện đại đầu tiên vào năm 1896. Lễ rước đuốc của Pháp sẽ kéo dài 68 ngày và kết thúc tại Paris với lễ thắp sáng ngọn lửa Olympic vào ngày 26 tháng 7. Hơn 30 hội đoàn và tổ chức bất vụ lợi chuyên phục vụ cộng đồng tụ họp về trường trung học Valley hôm 13 tháng 4 để giúp cư dân quận Cam tìm hiểu các dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội của tiểu bang California và liên bang Hoa Kỳ. Đây là một trong những chương trình tiếp cận và nâng cao ý thức cộng đồng về các dịch vụ xã hội do giám sát viên quận Cam địa hạt 2 kết hợp với nhiều tổ chức địa phương, công ty y tế và hội đoàn xã hội trong vùng tổ chức. Chúng tôi có nhân viên xã hội để ghi danh cho mọi người và xem họ có hội đủ điều kiện hay không, và chương trình CalFresh nữa. Nhưng cái hay của sự kiện này là chúng tôi đem những tài nguyên dịch vụ đến với cộng đồng để họ khỏi phải lấy ngày nghỉ mà đến đây. Chúng tôi có khám mắt, khám răng, khám sức khỏe và phục vụ trong nhiều thứ tiếng, Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc. Đây thật là một cách hay để đưa các dịch vụ thiết yếu đến cho những người đang cần. Cái đây là chương trình của chính phủ chúng ta ủng hộ cộng đồng. Cái đây không phải là người ta cho miễn phí đâu, không phải là chỉ mình đi ra kiếm người nào họ cần, họ không làm biếng hay cái gì đó mình cho, không phải. Mấy cái chương trình này là giúp mấy người thấy biết rất nhiều người đi làm 7 ngày một tuần, làm 12 tiếng một ngày nhưng mà cũng không có đủ thu tiền để mà trả tiền nhà, trả tiền you know, insurance cho răng hay health cái gì đó, mấy cái điều đó là rất là khó khăn. Cho nên mấy cái chương trình này để ủng hộ cộng đồng chúng ta để mà có thể phát triển. So we have multiple cash assistance program. Chúng tôi có các chương trình hỗ trợ tiền mặt mà cư dân có thể hội đủ điều kiện, tùy vào các điều kiện nữa. Ví dụ chương trình hỗ trợ thực phẩm CalFresh, một gia đình 4 người có thể nhận tối đa tiền hỗ trợ thực phẩm mỗi tháng là khoảng $900, giúp họ mua thực phẩm cho gia đình của họ. Để được nhận, thu nhập của họ phải ở khoảng 100% mức quy định của liên bang về hộ nghèo. Để được nhận Medi-Cal thì ở khoảng 130% mức quy định của liên bang về hộ nghèo, nghĩa là một gia đình 4 người thu nhập hàng năm ở mức 43.000. Theo lời ông An Trần, dù thời gian gần đây có cố gắng cải thiện các dịch vụ phúc lợi xã hội ở quận Cam, vẫn không đủ nhân viên để đáp ứng nhu cầu của cư dân trong vùng. Nhiều người phải đợi hàng giờ để được tham khảo và ghi danh vào các chương trình phúc lợi xã hội. Ngân sách hàng năm của chúng tôi là khoảng 4 tỷ đô la, 90% là từ thuế của tiểu bang đưa thẳng đến chúng tôi như một chương trình sức khỏe, 10% còn lại là từ sở phục vụ y tế CMS Medicare của liên bang, vốn hỗ trợ những người cao niên. Ngân sách của chúng tôi không đến từ quận, tất cả đến từ chính phủ tiểu bang và liên bang đưa thẳng đến chúng tôi, một cơ quan công lập riêng rẽ. Đây là cơ hội cho nhiều cư dân trong vùng tìm hiểu và tận dụng các dịch vụ y tế miễn phí tại các hội chợ y tế và phúc lợi xã hội. Cô nhận được khám mắt xong được mắt kiến, với lại là đo huyết áp, với nhận những cái gì đó trong mấy cái công ty trong kia nó quảng cáo, những cái đồ dùng vật dụng vô sách túi sách rồi đó. Cũng tốt, cũng giống như là một nơi để cho mình ở Mỹ kêu là relax phải không? Thì mình đi đó, mình đi mình thấy mình vui, với lại là tâm lý mình gặp được nhiều người và mình biết thêm được cái văn hóa của một cái đất nước khác đó, giống như là những cái múa hát của người Mexico đó, thì thấy nó hay và người ta cũng có cái niềm vui. Mình thấy là có nhiều cái mình chưa biết được đó, thành ra bây giờ đến đây thì có thể có nhiều chương trình mình chưa biết đến, thì
chẳng hạn như những chương trình người già hay là trong chương trình mà dịch vụ y tế của tiểu bang nó giúp mình những cái gì mình chưa có hiểu rõ thì đến đây để mà tìm hiểu thêm. Dạ thì thấy là rất là hữu ích, thì cái đó là những cái phúc lợi mà chính phủ dành cho mình đó mà mình chưa biết đến thì hơi thiệt thòi. Ông Michael Dunn của công ty Cal Optima Health cho biết cứ 3 cư dân ở quận Cam thì có một người đang được giúp đỡ từ 47 chương trình phúc lợi xã hội và y tế như chương trình Medi-Cal, chương trình thực phẩm tươi, chương trình giúp đỡ chăm sóc tại nhà, khám mắt, khám răng, v.v. Đây là một ngôi chùa Thái ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ trong ngày 14 tháng 4, khi ngày Tết Té Nước truyền thống Songkran được tổ chức tại đây. Rất nhiều gia đình đã tới tham dự để được tắm Phật, cúng dường cho nhà chùa để cầu may mắn trong năm mới theo phong tục của người Thái. Chương trình được tổ chức vào một ngày chủ nhật đẹp trời, nên nếu tới muộn, rất khó có thể tìm được một chỗ đậu xe. Năm nào gia đình tôi cũng tới đây. Đây là một nét văn hóa truyền thống của chúng tôi và rất vui mừng là nó đã thu hút rất nhiều người tới tham dự và trải nghiệm. Chúng tôi rất hạnh phúc trong dịp này. Ngày Tết truyền thống Té Nước Songkran thường được tổ chức tại các ngôi chùa Thái, chùa Khmer và chùa Lào ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào tháng 4 hàng năm. Ngày Tết truyền thống này thường thu hút một lượng lớn các cộng đồng gốc Á cùng sinh sống trong vùng tới tham dự chung vui như cộng đồng người Việt, người Myanmar hay người Hoa. Các du khách tới thủ đô nước Mỹ trong dịp này cũng thường tranh thủ tham dự lễ hội hấp dẫn này. Thật tuyệt vời. Đây là nét văn hóa truyền thống độc đáo của chúng tôi. Và rất vui khi ghé thăm thủ đô nước Mỹ, tôi lại được tham dự ngày Tết truyền thống này ở đây. Tất nhiên trong những dịp như thế này thì không thể thiếu hội chợ ẩm thực Thái Lan và thật khó để chen chân mua cho mình một bữa trưa trong cảnh đông đúc đến mức không có chỗ mà xếp hàng để chờ đến lượt được phục vụ tại tất cả các quầy hàng như thế này. Nhưng đối với những người tới tham dự và chịu khó xếp hàng tại đây từ sớm thì thực sự họ đã có được trải nghiệm đầy đủ và tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi tới với lễ hội này. Nó thật tuyệt vời. Người Thái họ có những truyền thống văn hóa rất thú vị, đặc biệt là ẩm thực thì khỏi nói rồi, quá ngon và hấp dẫn. Quá tuyệt vời cho một ngày cuối tuần đẹp trời như thế này. Khu vực thủ đô nước Mỹ có sự đa dạng đặc biệt về cộng đồng các sắc dân cùng sinh sống trong vùng, cũng như sự phong phú của các ngôi chùa Phật giáo. Các ngôi chùa Thái, chùa Khmer, chùa Việt hay chùa Lào không chỉ đóng vai trò là nơi thờ tự đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, mà còn là những trung tâm văn hóa của cộng đồng các sắc dân, thường xuyên tổ chức các chương trình chào đón Tết truyền thống của các cộng đồng. Ngày Tết Té Nước của người Thái năm nay diễn ra trong thời tiết ấm áp ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nên càng thu hút đông đảo cư dân địa phương và du khách tới tham dự. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Wisconsin đầu tháng 4, nhập cư bất hợp pháp là vấn đề hàng đầu đối với nhiều cử tri. Immigration, inflation, nhập cư, lạm phát, quyền sống, tôi có thể nói đó là ba vấn đề lớn đối với tôi. Lieberman đã bỏ phiếu cho Donald Trump của Đảng Cộng Hòa trước đây và nói rằng ông sẽ lại làm như vậy. Ông Trump phát biểu tại một buổi meeting ở Wisconsin rằng ông đang chuẩn bị vụ trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ để loại bỏ những người mà ông coi là nguy hiểm ra khỏi đất nước. Họ đang gửi tù nhân, những kẻ giết người, buôn bán ma túy, bệnh nhân tâm thần, những kẻ khủng bố, những kẻ tồi tệ nhất của mọi quốc gia đang đến đất nước chúng ta. Họ đến từ Congo, Yemen, Somalia, Syria, khắp thế giới. Họ đang đến, họ đang thay đổi đất nước, đe dọa đất nước và họ đang phá hoại đất nước, phá hủy đất nước của chúng ta. Một cuộc thăm dò gần đây của Harvard Caps Harris cho thấy nhập cư là vấn đề hàng đầu đối với cử tri Hoa Kỳ, về hơn 1/3 số người được hỏi đặt vấn đề này lên trên nền kinh tế, tội phạm và chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Joe Biden nói rằng những người nhập cư đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ và không phải là động vật nguy hiểm mà đối thủ của ông gọi họ như vậy. Vào ngày đầu tiên nhậm chức Tổng thống, tôi đã giới thiệu một kế hoạch toàn diện nhằm sửa chữa hệ thống nhập cư của chúng ta, bảo vệ biên giới của chúng ta, tạo ra con đường trở thành công dân cho Dreamers và gia đình của họ, những người nông dân, những người lao động thiết yếu đã giúp chúng ta vượt qua đại dịch và là một phần cơ cấu của cộng đồng chúng ta. Bởi vì không giống như Donald Trump, tôi biết chúng ta là ai với tư cách là người Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump nhớ lại cam kết năm 2016 của ông về việc xây một bức tường ở biên giới Mexico. Nếu tái đắc cử, ông nói sẽ hoàn thành việc đó.
Với phiếu bầu của các bạn, tôi sẽ phong tỏa biên giới, tôi sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược, tôi sẽ chấm dứt các cuộc tàn sát, đổ máu và giết chóc, và chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ buôn người. Một tòa phúc thẩm Hoa Kỳ mới đây đã ngăn Texas thi hành luật hình sự hóa việc nhập cảnh trái phép vào tiểu bang và cho phép các thẩm phán Texas ra lệnh trục xuất những người bị bắt. Biden nói với các thị trưởng Hoa Kỳ rằng Quốc hội có một kế hoạch lưỡng đảng nhằm cải thiện an ninh biên giới với nhiều thẩm phán về nhập cư và nhân viên xử lý tị nạn cũng như phát hiện ma túy công nghệ cao. Dự luật này sẽ cứu được nhiều mạng sống, mang lại trật tự cho biên giới. Nó cũng có ngân quỹ mà nhiều thành phố của chúng ta rất cần. Nó cũng trao cho tôi, với tư cách là Tổng thống hoặc bất kỳ Tổng thống nào khác, một quyền hạn khẩn cấp mới để tạm thời đóng cửa biên giới khi số lượng người nhập cư tràn ngập biên giới, để giành lại quyền kiểm soát biên giới. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện phản đối dự luật biên giới lưỡng đảng, một phần dựa trên sự phản đối của Trump. Thượng viện cũng không thể thông qua luật này. Trong nhiều năm, chỉ có nam sinh mới được theo học tại Học viện Quân sự Ivan Bohun ở Kiev, Ukraine, trường cũ của các sĩ quan quân đội hàng đầu Ukraine. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nữ sinh theo học tại trường võ bị ưu tú này để trở thành sĩ quan. Khi nhu cầu phục vụ chiến tranh gia tăng ở Ukraine, trường bắt đầu chương trình chung dành cho nam và nữ. Phó chỉ huy học viện Dmitry Yarmolenko nói rằng, việc bao gồm cả nữ sinh đã cải thiện môi trường học tập. First, we had only one platoon of girl cadets. Mới đầu chúng tôi chỉ có một trung đội nữ học viên và đó là một trải nghiệm mới đối với chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi có hơn 60 học viên. Các nữ học viên họ rất thông minh và luôn sẵn sàng cho những vấn đề mới và những bài học mới. Trước chiến tranh, vai trò của phụ nữ trong quân đội bị hạn chế. Giờ đây, Yarmolenko nói, phụ nữ có thể phục vụ ở nhiều vai trò quân sự khác nhau. Là người chỉ huy quân đội, lực lượng đặc nhiệm, binh chủng nhảy dù, ngày càng có nhiều vị trí. Học viện đã tuyển ngày càng nhiều nữ sinh mỗi năm. Các học viên nam nữ ở đây cùng nhau học tập và rèn luyện, thi đấu với nhau hàng ngày. Lisa Bani xuất sắc trong các cuộc thi vật tay và quyền Anh. Là một cựu vận động viên, cô đã chọn theo đuổi con đường giáo dục quân sự. Tôi yêu Ukraine và muốn bảo vệ đất nước. Tôi muốn trở thành sĩ quan của quân đội Ukraine. Tôi muốn ra tiền tuyến. Học xong tôi sẽ đi. Bạn cùng lớp của Bahni, Budena Ternopi, đưa chúng tôi đi tham quan khu dành cho nữ, nơi cô ấy học cách giữ mọi thứ của mình trật tự và ngăn nắp. Cô cho biết anh trai cô đang chiến đấu ở tiền tuyến và bố mẹ cô ủng hộ quyết định nộp đơn vào quân đội của cô. Cô muốn phục vụ đất nước của mình vì quân đội Ukraine có nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ. Nếu bạn nhìn từ năm 2010 đến năm 2014, văn hóa đã thay đổi tích cực. Trước đây, đàn ông không nhận phụ nữ vào quân đội. Phụ nữ từng là đầu bếp, người vận hành hoặc tài xế. Bây giờ có nhiều phụ nữ hơn. Họ là những tay bắn tỉa và xạ thủ. Nói chung, phụ nữ có thể chọn bất kỳ vai trò chiến đấu nào. Đại úy Svetlana Shemchuk, giảng viên học viện và giám sát chương trình dành cho nữ sinh, đã chuyển đến Kiev sau khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014. Cô cũng nhận thấy rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang trao nhiều cơ hội cho phụ nữ hơn. Điều thay đổi là các em gái được bình đẳng giới, con gái có thể làm được mọi thứ. Nhìn các cô gái của chúng tôi trong học viện, họ kiên nhẫn hơn, thông minh hơn và độc lập hơn các chàng trai, và thậm chí họ còn kiên cường hơn. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính đến năm 2024, hơn 45.000 phụ nữ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi hầu hết chỉ đóng vai trò hỗ trợ, hơn 4.000 người đang chiến đấu trong vùng chiến sự, cho thấy phụ nữ Ukraine sẵn sàng chịu đựng gian khổ chiến tranh để bảo vệ đất nước của họ.